theo nhiều bài kinh và lời giảng thì phạm thiên đặc biệt là các vị đại phạm thiên có những vị có uy lực nhất trong tam giới như vị đại phạm thiên Tý quỳ năm vóc sát đất thỉnh đức phật chuyển bánh xe pháp thì lợi lạc cho chư thiên và nhân loại được ví như vị vua quỳ xuống thưa thỉnh bầy tôi thì bầy thưa thỉnh thì bầy tôi phải vâng lời như kinh Milinda Panha Ha có nói trong ơn đức Phật cảm thắng ma vương quách tí có viết là khi ma vương dùng quân lính kéo đến thì tất cả các vị rồng và xoa chư thiên phạm thiên cùng nhau bỏ chạy để lại thái tử Cùng bảo tòa một mình chống lại ma quân. Ở nay con hỏi sư là có phải các vị phạm thiên không đủ uy lực. Nên vẫn sợ hãi uy lực của ma vương à, quá sao Bách Tí. Người cai quản tam giới hay là một tình huống theo như thông lệ của chư Phật. Từ xưa phải cảm thắng 10 đội quân ma vương phiền não như vậy hay có lý do nào khác nữa ờ, nó có hai cái vấn đề vấn đề thứ nhất là phạm thiên Tý là một vị thánh ana hàm vào thời đức phật quá khứ và do đó do ngài là một vị thánh À, cho nên là ngài biết chuyện và ngài nhường lại, nhường lại để cho Đức Thế Tôn để cho Bồ Tát của bây giờ đó thực hiện cái cái việc cũng công việc của mình. Ừ. Đấy. Và cái vấn đề thứ hai là Uh, Ma vương, Ma vương là vì có nhiều oai lực nhất trong tam giới. Và dù cho các cái vị phạm thiên không có đến mức sợ hãi Ma vương, uh, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái vòng tay của Ma vương. Tức là uh, vẫn cái kiểu như anh là phạm thiên đúng không anh là phạm thiên thì anh ở trên anh cứ thoải mái đi nhưng mà kiểu gì thì kiểu thì cũng phải luân hồi cũng còn rơi vào trong tam giới tức là không thoát khỏi vòng tay của ma vương đấy cho nên theo thông lệ thì vào cái thời điểm mà đức phật cảm thắng ma vương đó là chỉ có một mình ngài thôi chứ không có ai mà có thể đứng ơn bên giúp ngài được cái trơn trọi á À, và chúng ta nên hiểu là ví dụ như à, mình không có đủ cái năng lực á thì tốt nhất là để cho người chuyên nghiệp làm chứ còn um, nhiệt tình nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại tức là muốn giúp á, mà năng lực cũng đủ đứng đó thì nó chỉ có choáng chỗ thôi à, vướng chân vướng tay uhm.